Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái được cập nhật lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 5 năm 2023. Giá tạm thời đang đi ngang. Cụ thể, tại Tiền Giang thì kem lớn đang là 9.000, kem nhỏ là 6.000, hàng xô hàng chợ là 3.000. Tại Đồng Tháp, An Giang, Long An, kem lớn là 8.000, kem nhỏ là 5.000, hàng xô hàng chợ là 3.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn là 7.000, kem nhỏ là 5.000, hàng xô hàng chợ là 3.000. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, kem lớn là 8.000, kem nhỏ là 5.000, hàng xô hàng chợ là 3.000. Tại Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, kem lớn 6.000, kem nhỏ 4.000, hàng xô hàng chợ 2.000. Tây Ninh, Bình Phước, Tây Nguyên, kem lớn 6.000, kem nhỏ 4.000, hàng xô hàng chợ 2.000. Giá kênh cập nhật là giá thương lái mua tại...